Xin chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đã tới tham dự sự kiện giải mã SAT đường đến các đại học Việt Nam và thế giới ngày hôm nay. Thay mặt tổ chức giáo dục Summit, xin gửi lời chào tới tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh. Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, SAT là chứng chỉ quan trọng với sinh viên quốc tế khi các bạn muốn theo học chương trình cử nhân tại các trường đại học Mỹ. Hiện nay, nhiều đại học hàng đầu thế giới và cả các đại học Việt Nam cũng sử dụng kết quả thi SAT trong việc xét tuyển. Điểm SAT cao là một lợi thế để các ứng viên giành quyền nhập học và được nhận học bổng vào nhiều đại học top đầu của Mỹ và trên thế giới. Vì vậy, Summit xin gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh buổi workshop ngày hôm nay để chia sẻ về những thay đổi cập nhật nhất về kỳ thi SAT cũng như lộ trình ôn luyện, những tips làm sao để làm bài thi cho hiệu quả. Xin giới thiệu các diễn giả của buổi workshop ngày hôm nay. Cô Nguyễn Hồng Diệu là Phó Giám đốc học thuật của Summit. Cô tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Melbourne, Úc. Diễn giả thứ hai của sự kiện là cô Amy Frangos, giáo viên của Summit. Cô tốt nghiệp Đại học Johannesburg và có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế CELTA và TEFL. Ngoài ra, chương trình cũng có sự tham gia của hai cựu học sinh lớp SAT và chương trình tư vấn du học của Summit. Bạn Hải Thanh hiện đang là sinh viên Đại học Johns Hopkins của Mỹ, đạt điểm 1.500 SAT. Và bạn Bùi Mạnh Hùng hiện đang theo học tại Đại học Stanford, Mỹ và bạn đạt điểm SAT gần như là tuyệt đối 1.560. Và em là Phương Hiền sẽ là người điều phối hội thảo. Chương trình ngày hôm nay sẽ được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là giải mã SAT đường đến các đại học Việt Nam và thế giới. Trong phần này, các diễn giả sẽ chia sẻ về những thông tin tổng quan nhất về kỳ thi SAT, vai trò của SAT trong việc nộp đơn nhập học, trong việc xin học bổng, cũng như là những cách luyện thi hiệu quả. Phần thứ hai sẽ là phần giao lưu đặt câu hỏi với các diễn giả. Trong quá trình hội thảo diễn ra, nếu quý phụ huynh và các bạn học sinh có câu hỏi thì các quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể đánh câu hỏi của mình, gửi câu hỏi qua phần Q&A ở trên màn hình của Zoom. Và đến phần cuối chương trình, phần thứ hai của chương trình thì em sẽ chuyển các cái câu hỏi này tới các diễn giả. Và nếu mà có những câu hỏi nào mà các diễn giả chưa kịp trả lời trong khuôn khổ hội thảo ngày hôm nay thì quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể để lại thông tin để Summit có thể liên hệ và giải đáp sau hội thảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của buổi hội thảo. Giải mã SAT đường đến các đại học Việt Nam và thế giới. Hiện nay thì SAT đang dần trở nên phổ biến hơn với rất nhiều học sinh Việt Nam. Tuy nhiên không phải bạn nào cũng hiểu rõ về kỳ thi này. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho cô Diệu. Cô có thể giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ hơn về bài thi SAT để có cái nhìn tổng quan nhất về bài thi này được không ạ? Cảm ơn Hiền. Xin chào các quý vị phụ huynh và các em học sinh. SAT hay đôi khi còn được gọi là SAT là viết tắt của Scholastic Assessment Test, là bài kiểm tra đánh giá năng lực học thuật dành cho bậc trung học. Bài thi này được quản lý bởi tổ chức College Board Hoa Kỳ và đối tượng là các học sinh trung học muốn ứng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ, Canada hoặc một số trường ở các nước khác, trong đó có Việt Nam. Bài thi thì từ trước năm 2016 sẽ có một cái format hơi khác một chút, nhưng mà từ 2016 đến bây giờ thì nó gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là đọc hiểu, reading test, ngôn ngữ, writing and language test, có hai phần toán, là toán không dùng máy tính và toán được phép dùng máy tính. Tổng thời lượng làm bài của SAT là khoảng 3 tiếng đồng hồ, là một thời gian khá là dài. Điểm tối đa mà các bạn học sinh có thể đạt được là 1.600 điểm, trong đó có 400 điểm của phần reading, 400 điểm của phần writing và 800 điểm của phần math, tức là phần toán. Địa điểm thi SAT tại Việt Nam hiện nay có ở các thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Chi phí dự thi SAT là khoảng 52 đô la Mỹ, tức là khoảng 1,2 triệu đồng. Và cái bài thi này thì được tổ chức trên phạm vi quốc tế, trong đó có Việt Nam 6 đến 7 lần mỗi năm, thường thì vào các tháng 3, tháng 5, tháng 6, tháng 8, tháng 10, 11 và 12. Các tháng cuối năm thường là cao điểm nộp hồ sơ vào đại học, cho nên là phần cuối năm thì có nhiều kỳ thi hơn một chút. Tuy nhiên vì giãn cách xã hội cho nên trong năm vừa qua thì nhiều đợt thi SAT tại Việt Nam đã phải hủy bỏ, nhưng mà hy vọng là trong tương lai những kỳ thi này sẽ được quay trở lại với các bạn học sinh sớm thôi ạ.
Xin cảm ơn phần trả lời của chị Diệu đã giúp cho các bạn học sinh và các vị phụ huynh cũng có cái nhìn tổng quát hơn về bài thi SAT. Câu hỏi tiếp theo sẽ là về tầm quan trọng của bài thi SAT. Câu hỏi này xin được dành cho bạn Hùng. Theo Hùng thì SAT có quan trọng không khi mà các bạn học sinh muốn nộp đơn vào các trường đại học Mỹ? Và các bạn có bắt buộc phải thi SAT hay không? Hiện tại thì thật ra theo em được biết thì các trường đại học Mỹ thì có trường sẽ yêu cầu nhưng cũng có một số trường là không yêu cầu bài thi SAT. Tuy nhiên không thể nào mà vì việc này mà mình có thể đánh giá thấp cái tầm quan trọng của bài thi SAT, tại vì cái bài thi này vẫn là một trong những thành phần rất là quan trọng, nếu không muốn nói là một trong những thành phần quan trọng nhất của một bộ hồ sơ apply đi du học Mỹ. Lý do chính của việc này là bởi vì ở Việt Nam và ở Mỹ thì hai quốc gia sử dụng hai hệ thống giáo dục khá là khác nhau. Thế nên khi mà các đại học Mỹ muốn nhìn vào các ứng viên Việt Nam và muốn đánh giá các ứng viên này một cách công bằng nhất so với các ứng viên ở bên Mỹ thì họ cần phải có một cái thước đo chung, và SAT chính là cái thước đo chung đó để mà có thể giúp họ so sánh về khả năng học thuật của các bạn học sinh ở Việt Nam và các bạn học sinh ở Mỹ. Còn về còn hiện tại về vấn đề gọi là điểm sát dành cho các top trường khác nhau thì qua các năm em thấy thì thường là các trường top 10, top 20 trở lại thì sẽ có điểm trung bình sát tầm từ 1.500 trở lên. Còn với các trường mà nằm ngoài top 20 đến khoảng tầm top 100 thì điểm trung bình sát của họ sẽ nằm ở khoảng từ 1.400 đến 1.500 tùy vào xếp hạng của trường. Xin cảm ơn câu trả lời của Hùng. Như vậy chúng ta có thể thấy là bài thi SAT là một bài thi, là một cái thước đo khá là quan trọng khi mà các trường đại học Mỹ xét tuyển hồ sơ của các bạn học sinh và đặc biệt là các bạn sinh viên quốc tế. Thế thì những cái trường đại học Việt Nam thì không biết là có sử dụng điểm thi SAT hay không, hoặc việc thi SAT có đem lại lợi thế gì cho những bạn học sinh mà muốn theo học đại học ở Việt Nam hay không? Thì câu trả lời câu hỏi này xin dành cho cô Diệu ạ. Theo như tôi biết thì cái ở Việt Nam cũng có rất nhiều trường đại học là đang tìm hiểu hoặc là đã sử dụng bài thi SAT để xét tuyển hoặc là lấy là một cái thước đo ưu tiên cho học sinh. Mình nghĩ là ở ngưỡng cửa bắt đầu bước chân vào thế giới của người lớn thì các em học sinh đứng trước rất nhiều lựa chọn, và nếu các em có càng nhiều sự chuẩn bị phù hợp với càng nhiều lựa chọn thì càng tốt. Nếu như các em có lựa chọn là đi du học hoặc là ở lại Việt Nam thì cái điểm SAT cũng là một trong những cái lựa chọn mà phù hợp với cả hai cái lựa chọn đó. Đây sẽ cũng có thể là một vũ khí để các em xét tuyển hoặc hưởng các quyền lợi ưu tiên khi ứng tuyển vào trường đại học danh giá tại Việt Nam. Ví dụ như là từ năm 2018 thì Đại học Quốc gia Hà Nội đã sử dụng điểm SAT từ 1.100 trên 1.600 trở lên để xét tuyển và có điểm, có xét cùng với điểm hồ sơ chung. Khi mà các bạn có cái chứng chỉ SAT này thì sẽ được ưu tiên cho các ngành học bằng tiếng Anh hay là các chương trình tài năng chất lượng cao hay là trường quốc tế. Ngoài ra thì có hai trường đại học cũng rất là nổi tiếng, đây là Đại học Ngoại thương và Đại học Kinh tế Quốc dân, thì từ năm 2021 đã có 3 cách xét tuyển trên tổng số 4 cách là có sử dụng chứng chỉ quốc tế IELTS hoặc SAT. Đấy là khi mình có thể kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập 3 năm tại cái trường phổ thông trung học, kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021, hoặc là xét tuyển thẳng với quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế. Hiện nay thì Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ xét điểm SAT từ 1.200 trở lên, còn Đại học Ngoại thương thì từ 1.260 trở lên. Ngoài ra thì Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có ưu tiên nhất định. Thí sinh có chứng chỉ SAT với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường thì được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế, tức là học bằng tiếng Anh. Hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cũng xét là nếu thí sinh có điểm SAT sẽ được ưu tiên xét tuyển hoặc là cộng điểm khi mà vào trường. Vì thế cho nên là hiện tại thì cái điểm SAT nó không những là quý giá ở trong một cái hồ sơ đi du học mà nó còn có những giá trị hết sức là thiết thực khi mà các bạn chọn học ở lại Việt Nam. Bài thi SAT theo cô Diệu chia sẻ thì có thể thấy sẽ giúp các bạn học sinh được hưởng một số những cái chính sách ưu tiên nhất định khi mà các bạn nộp hồ sơ vào Đại học Việt Nam. Theo cô thì đối với những cái bạn học sinh mà có số điểm IELTS ở trong khoảng tầm 5.0 thì cái việc ôn thi SAT có khó quá không ạ? Hiện tại thì đầu ra của các trường phổ thông trung học
xét trên mặt bằng chung thì các bạn sau khi tốt nghiệp vào trung học sẽ ở quãng khoảng tầm 5.0 như là Hiền vừa nói. Thế mình bây giờ mình phải xét lại về về cái sự 5.0 IELTS nó liên quan như thế nào. Nếu như bài thi IELTS là bài thi kiểm tra năng lực ngôn ngữ tiếng Anh học thuật thì bài thi SAT mang nhiều tính học thuật hơn, và ngoài kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh thì còn đòi hỏi khả năng tư duy phản biện nữa. Vì vậy để có thể bắt đầu học SAT thì các bạn học sinh cũng cần có hai thứ, đấy là năng lực tiếng Anh là một bên và năng lực tư duy phù hợp nữa. Theo kinh nghiệm giảng dạy của mình thì các bạn học sinh nên có năng lực ngôn ngữ ít nhất tương đương 5.5 IELTS để có thể bắt đầu hành trình học SAT một cách hiệu quả nhất. 5.0 cũng là một cái điểm cũng rất là đáng kể rồi. Tuy nhiên là nếu như mình là ở dưới mức 5.5 thì mình sẽ phải hơi với một chút. Còn nếu như trình độ các bạn đã khoảng ở tầm 6.0, 6.5 rồi thì đây là cái trình độ tối ưu để học SAT, vì lúc này cái khả năng ngôn ngữ của các bạn không còn là rào cản để đọc hiểu được các văn bản khó trong bài thi SAT nữa. Nếu các bạn còn đang ở trình độ quá thấp thì khi học đọc đề bài SAT, nếu mà gặp quá nhiều từ mới hoặc là gặp những cái bài đọc mà không quen thuộc với mình thì có thể sẽ bị nản chí, sẽ khó mà có thể tiếp tục cái con đường học SAT một cách hiệu quả. Thế còn về mảng còn lại là cái năng lực tư duy phù hợp thì mình nghĩ là cái lứa tuổi phù hợp để bắt đầu học SAT là khoảng 15-16 tuổi trở lên, vì khi đó các bạn học sinh đã có tích lũy đủ kiến thức nền, có năng lực tư duy phù hợp để đọc hiểu và trả lời các câu hỏi phức tạp về đa dạng các chủ đề. Ví dụ nếu các quý vị phụ huynh mà thấy con mình có thể hiểu và bàn luận sơ lược về các chủ đề, ví dụ như là việc mở đường giao thông hàng hải mới xuyên qua Bắc Băng Dương có thể gây ảnh hưởng thế nào đến an ninh và quyền lực chính trị của quốc gia có liên quan chẳng hạn, hoặc là các nhà khoa học làm thế nào để chứng minh được loài quạ có khả năng tư duy trừu tượng hay không, thì những cái đây là những cái câu hỏi mà có thể gặp ở trong bài SAT, những cái chủ đề mà có thể gặp trong bài SAT. Và nếu như mà con mình lại có hứng thú để bàn về những chủ đề như thế thì chắc chắn là con mình đã sẵn sàng để học SAT. Xin cảm ơn những cái ví dụ rất là sinh động của cô Diệu liên quan đến bài thi SAT. Như vậy chúng ta có thể thấy là thường cái lứa tuổi phù hợp để các bạn có thể bắt đầu học bài thi học luyện thi SAT là khoảng độ từ 15 tuổi trở lên. Và nếu mà các bạn muốn xem là trình độ IELTS ở mức nào sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái, cảm thấy có thể tiếp cận được bài thi SAT thì đó là khoảng từ 5.5 trở lên. Bên cạnh bài thi SAT thì nhiều trường cũng sử dụng bài thi ACT để đánh giá năng lực học tập của học sinh. Thì không vậy thì cái sự khác nhau giữa bài thi SAT và bài thi ACT là gì? Và tại sao học sinh Việt Nam lại ít thi ACT hơn? Câu hỏi này em cũng xin nhờ chị Diệu trả lời ạ. Bài thi ACT cũng là một bài thi khá là phổ biến và cũng được các trường đại học ở Mỹ chấp nhận. Tuy nhiên ở Việt Nam thì kỳ thi này đúng là ít phổ biến hơn SAT rất nhiều. Đơn cử là mình thấy có ACT chỉ có 3 địa điểm thi ở Hà Nội và 1 địa điểm ở Hồ Chí Minh. So sánh với SAT là có 5 địa điểm tại Hà Nội, 7 địa điểm tại Hồ Chí Minh và 2 địa điểm tại Đà Nẵng chẳng hạn, để đủ thấy cái sức lan tỏa của SAT nó mạnh hơn ACT đến mức như thế nào. Thì một cách sơ lược thì mình nghĩ là tuy là độ phức tạp của một số câu hỏi ACT không cao như là SAT, nhưng mà ACT có số lượng câu hỏi lớn hơn, thời gian cho phép ngắn hơn là SAT. Nếu tính trung bình ra, ví dụ phần reading chẳng hạn, thì thí sinh làm một câu hỏi SAT có thể được phép trong vòng khoảng 75 giây, đấy là tính trung bình. Còn ACT thì chỉ có 53 giây cho mỗi câu hỏi thôi, tức là chỉ bằng 2/3 thời lượng dành cho một câu hỏi của SAT. Các phần thi còn lại cũng có sự chênh lệch tương tự giữa hai bài thi. Vì thế cho nên là bài thi ACT thì có mang một chút áp lực về thời gian nhiều hơn. Vậy nên các thí sinh mà mang tính có nhiều tính quyết đoán và chịu được áp lực tốt hơn thì sẽ phù hợp với ACT hơn. Bản chất của học sinh Việt Nam là mình là những thí sinh sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hoặc là như là một ngoại ngữ. Vì thế nên nếu có nhiều thời gian đọc hiểu và suy nghĩ hơn để có thể hiểu được câu hỏi và trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh thì sẽ tốt hơn. Bởi vì vậy cho nên đấy là mình nghĩ đấy là những cái lý do chính khiến cho bài thi ACT không phổ biến bằng bài thi SAT đối với học sinh Việt Nam. Thế theo chị thì các bạn liệu có nên chọn thi ACT thay vì SAT không? Bên cạnh cái việc là bài thi ACT sẽ cần những bạn nào rất là quyết đoán, có thể đưa ra cái quyết định rất là nhanh, có thể có khả năng trả lời đọc và trả lời nhanh, thì bên cạnh đó thì liệu còn những yếu tố nào khác hoặc là lý do nào khác mà các bạn nên cân nhắc khi mà chọn thi giữa ACT hay SAT không ạ?
Mình còn thấy là ở trong các hiệu sách chẳng hạn thì chúng ta thấy có rất nhiều sách về SAT nhưng mà lại rất ít sách về ACT. Đấy cũng là một cái khó khăn khiến cho các bạn học sinh nếu muốn chọn thay thi ACT thì sẽ vất vả hơn một chút. Mặc dù ở trên mạng thì cũng có rất nhiều những cái tài liệu để bổ sung, không chỉ là nguồn sách. Tuy nhiên là tài liệu trên mạng thì cũng có rất nhiều ở rất nhiều những cái quality khác nhau. Cho nên nếu như mình không chọn được một cái nguồn đáng tin cậy thì các bạn sẽ không có được cái hành trình ôn thi, ôn luyện thi hiệu quả. Hiện tại thì có rất nhiều lý do và có rất nhiều những cái lợi thế khi các bạn chọn SAT hơn là ACT. Nhưng về mặt sử dụng điểm thi để nộp vào các trường đại học thì hai bài thi này là ngang ngửa nhau. Như vậy các bạn học sinh cũng có thể xem qua chia sẻ của cô Diệu thì các bạn cũng có thể thấy rằng cũng sẽ có một số lợi thế nhất định về mặt về khâu chuẩn bị sẽ giúp cho các bạn có thể có nhiều cái sự chuẩn bị tốt hơn nếu mà các bạn muốn thi bài thi SAT so với cả bài thi ACT. Câu hỏi tiếp theo thì sẽ liên quan đến cái phần sâu hơn liên quan đến bài thi SAT, nhất là phần reading và phần writing của hai phần này trong bài thi SAT. Và câu hỏi này thì sẽ dành cho cô Amy là giáo viên của Summit. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của cô về những khó khăn mà học sinh Việt Nam thường gặp phải khi làm phần reading và phần writing của SAT. Amy, so this question is for you. Can you please share with us the challenges facing Vietnamese students when they work on the reading and the writing sections of the SAT? Perfect. Hello, everyone. Thanks so much for having me on. Thank you, Hien. Well, the main difficulties, I would say, in the reading sections for Vietnamese students, vocabulary and context is always a tough one. Inference and evidence, as well as literal comprehension and evidence. And more broadly speaking, they tend to struggle with questions based on rhetorical passages. For the writing section, I would say it's mainly diction and then also comprehension type questions. So many of these difficulties that students have, I would say, are due to a lack of exposure to academic English texts. So students don't have the required reading skills to understand these higher level texts. That's why we always recommend that they read a variety of authentic academic passages. Yeah. Thank you for your answer. I'll just take a moment to translate it into Vietnamese. Thank you. Cô Amy có chia sẻ là đối với phần reading trong bài thi SAT thì thường các bạn học sinh hay gặp khó khăn với những cái câu hỏi liên quan đến từ vựng. Những câu hỏi liên quan đến cái việc tìm dẫn chứng cũng như là hiểu ý chính của bài, và đặc biệt là đối với những bài đọc về những cái bài đọc diễn ngôn hoặc là những bài đọc về lịch sử thì thường các bạn học sinh cũng gặp khó khăn trong cái việc trả lời, trong cái việc đọc hiểu và trả lời các cái câu hỏi của những cái bài đọc đó. Liên quan đến phần writing thì cô thấy là các bạn học sinh Việt Nam mình thường cũng hay gặp khó khăn đối với phần từ vựng và phần đọc hiểu. Cũng như là cái tính và thường khi mà em cũng dạy SAT thì em cũng thấy là các bạn cũng hay gặp khó khăn đối với cái phần hiểu về cái sự mạch lạc của bài đọc của từng đoạn một, các bạn hiểu về sự liên kết giữa những cái câu trong bài đọc của phần thi writing. Và cô cũng có nói rằng là có thể cái lý do mà khiến các bạn chưa thực sự quen với cách đặt câu hỏi của bài thi SAT là do các bạn chưa quen đọc những cái nội dung, những cái bài đọc học thuật có cái tính học thuật cao, và chưa được, và vì các bạn chưa chưa được đọc nhiều những cái bài đọc như vậy, thế nên nếu mà chưa có sự chuẩn bị kỹ thì khi làm bài thi sẽ có cái sự lúng túng khi mà làm bài, hoặc là khi mà lần đầu tiếp cận với những cái câu hỏi, những cái dạng bài thi của bài SAT. So the next question, Amy, just to follow up is, what do you think are the challenges facing students in lower levels when they take the SAT? I think one of the main reasons that the lower level students really struggle is lack of vocabulary, especially at that level of the academic texts.
And this really prevents students from comprehending the main ideas in both the reading and the writing sections. I would also say the reading section students tend to struggle with time management. Mm-hmm. Thank you for your answer. Đối với những học sinh ở trình độ cơ bản hoặc là những trình độ thấp hơn, khi mà các em làm bài thi SAT thì thường các em sẽ gặp vấn đề với cái việc là vốn từ vựng của các em còn hạn chế. Và do vốn từ vựng còn hạn chế nên là đôi lúc các em sẽ không hiểu đúng ý của bài đọc. Ngoài ra thì cô Amy cũng thấy rằng các em cũng chưa biết cách phân bổ thời gian hợp lý. Và thường khi mà các bạn học sinh làm phần thi đọc hiểu thì các bạn thường hay bị thiếu thời gian. Câu hỏi tiếp theo dành cho cô Amy là với những cái bạn học sinh mà theo học những cái khóa học nâng cao của Summit thì các thầy cô có những cái biện pháp nào, có những cái phương pháp nào để giúp học sinh cải thiện những cái kỹ năng mà các bạn vẫn còn yếu? So another question regarding how to prepare for the SAT is what do you think in higher level SAT classes at Summit, what do you think are some of the skills that are being strengthened in class? So at the higher levels, our SAT intensive and master courses, we really try to push our students to be more autonomous and critical in analyzing these reading passages before considering the questions. And so that's why we have quite a lot of free response passages where we don't have follow-up questions. And these are designed to help the students to be more independent and self-oriented. And so we have mentioned some particular question types that Vietnamese students struggle with, but at the higher levels, students are required to reflect on their individual difficulties. And so all of these skills that we deal with in the SAT intensive and master courses, they don't only prepare students for the test, but also for the academic tasks that they're likely to encounter at university. Thank you for your sharing. Cô Amy chia sẻ rằng là ở những cái bậc học cao hơn, những cái khóa học nâng cao hơn của Summit, đặc biệt là hai khóa Master ở trình độ Master và trình độ Intensive, thì học sinh sẽ được rèn kỹ năng để có thể tự đọc, tự phân tích bài đọc khi mà các bạn đọc bài. Các bạn sẽ trở nên tự chủ hơn khi tiếp cận những cái bài đọc trong phần thi SAT. Và cái giáo trình của Summit thì thiết kế những cái bài đọc có rất là nhiều bài đọc mà không có câu hỏi giống như bài thi SAT, nhưng mà lại không có câu hỏi ở phần sau bài đọc. Và những cái bài đọc như vậy thường sẽ giúp cho học sinh phải tự đặt ra câu hỏi về ý chính của tác giả, về cái cách dẫn chuyện của tác giả, về cái cách mà tác giả đang, về những cái biện pháp tu từ tác giả sử dụng để thuyết phục độc giả về nội dung mình đang muốn trao đổi. Và ở những cái trình độ cao hơn thì bên cạnh việc các bạn được rèn cái kỹ năng có thể tự phân tích bài đọc thì các bạn cũng được khuyến khích để hiểu hơn về những cái lỗi sai mà mình hay mắc phải khi mà mình thi SAT. Nội dung học sẽ được cá nhân hóa để giúp các bạn có thể hiểu được những cái điểm yếu của mình và làm sao để có thể khắc phục được những cái điểm yếu đó khi mà các bạn làm bài thi. Và những cái kỹ năng mà các bạn học được ở những cái trình độ cao hơn, ở những cái lớp trình độ cao hơn ở Summit, thì các bạn không chỉ hữu ích cho bài thi SAT mà còn giúp cho các bạn trong cái việc học tập sau này ở đại học. Những cái kỹ năng đọc hiểu hoặc là kỹ năng phân tích bài đọc sẽ là những cái kỹ năng mà các bạn sẽ cần phải sử dụng rất là nhiều nếu mà các bạn học ở nước ngoài và đặc biệt là ở trong môi trường giáo dục ở bên Mỹ. Bây giờ thì sẽ phần tiếp theo thì sẽ liên quan đến phần chia sẻ của bạn Thanh. Cô rất là tò mò là Thanh là học sinh của trường quốc tế, thì cô đoán là Thanh sẽ không có quá nhiều khó khăn khi mà ôn thi cho bài thi SAT. Thế nên cô cũng rất là tò mò là liệu Thanh có phải dành đầu tư nhiều thời gian để ôn thi SAT không? Em mất bao lâu để ôn thi và em thi mấy lần
thì em cảm thấy hài lòng với kết quả thi của mình? Thật ra thì các bạn học trường quốc tế cũng phải dành khá là nhiều thời gian để chuẩn bị cho bài thi phần đọc và phần ngữ pháp của SCT. Đó là vì cái việc mà mình học ở trường quốc tế chỉ có nghĩa là mình sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh mỗi ngày, và có thể là mình sẽ đọc được vài văn bản và các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh. Nhưng mà có những cái kỹ năng đọc hoặc với lại cái kỹ năng mà phân tích văn bản sẽ không được dạy trong trường quốc tế. Mà thật ra em đã học từ cái việc mà em chuẩn bị cho SCT, nên là cái thời gian em chuẩn bị cho SCT cũng thật ra dài, lâu hơn em tưởng. Nên em phải em đã bắt đầu chuẩn bị cho SCT vào đầu năm lớp 11. Và em lần đầu tiên em thi là 3 tháng sau khi em bắt đầu ôn. Em sẽ thi 3 lần trong vòng 5 tháng để có được điểm mong muốn. Cảm ơn chia sẻ của Thanh. Thì Thanh, điểm số của Thanh rất là cao. Thanh được 1.500 điểm và là top 1% trong số những cái người dự thi. Thì theo em thì các bạn học sinh mà đang muốn ôn luyện cho bài thi SAT thì các bạn cần chuẩn bị những cái kỹ năng nào liên quan đến tiếng Anh cũng như kỹ năng toán hoặc kỹ năng làm bài nói chung? Cái phần khó về SAT đó là sẽ có những cái văn bản khá là cũ và sẽ dùng một cái ngôn ngữ tiếng Anh khá là lạ mà bản thân em cũng phải làm quen. Cái việc tốt nhất mà mình học sinh có thể làm đó là đọc nhiều văn bản dùng cái ngôn ngữ này và làm sao cho mình làm quen được với cái cách mà họ viết. Sau đó mình sẽ hiểu được những cái ý nghĩa mà tác giả muốn truyền đạt. Và hơn nữa thì SCT đòi hỏi một cái vốn từ khá là rộng, thật ra rộng hơn với những cái vốn từ mà học sinh quốc tế cần dùng mỗi ngày. Và cũng có một phần về SCT, về phần đọc nữa mà các bạn nên chuẩn bị, đó là cách phân tích dữ liệu khoa học và cách mà hiểu những cái văn bản về khoa học hoặc là xã hội tốt hơn, và những cái cách mà làm sao mình tư duy ra được, sử dụng tư duy của mình để hiểu được cái những cái logic của họ và là những cái dữ liệu mà họ đã đề ra. Hơn nữa là mình cũng chỉ có 50 phút để làm bài mà thôi, nên phải làm rất là nhiều bài thi thử để làm sao mình biết cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý và làm sao để làm quen với áp lực của bài thi. Về phần ngữ pháp thì em khuyên các bạn nên nắm rõ các quy luật và lý thuyết về ngữ pháp, nhưng cái việc quan trọng nhất về phần ngữ pháp của bài thi SAT đó là những cái mẹo. Đó, có rất là nhiều mẹo về phần thi ngữ pháp mà mình phải nắm. Tại vì ngữ pháp thì chỉ có nhiêu đó thôi, nhưng mà làm sao SAT sẽ trick mình khá là nhiều, mình phải nắm được mẹo thi. Còn về phần toán thì em thấy học sinh Việt Nam không phải lo quá, tại vì chương trình toán Việt Nam khá là khó. Phần SAT toán khá là đơn giản so với toán Việt Nam, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ không làm những cái bài thi thử để xem cái dạng đề như thế nào. Mình cũng phải làm ít nhất 2-3 bài để làm quen với cái dạng bài thi toán, để làm sao cũng biết cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý và làm quen với áp lực thời gian khi mình thi cái bài thi toán. Thế theo Thanh thì các bạn nên chuẩn bị từ năm lớp mấy là phù hợp nhất cho cái việc ôn thi SAT? Theo em thấy thì tầm học kỳ 2, lớp 10 là hợp lý nhất. Lớp 9 thì có thể sớm quá, tại vì có nhiều cái điểm SAT mình chỉ có hạn 2 năm mà thôi. Mình cũng phải nhớ về cũng phải biết cái điều đó. Với lại các bạn nào, theo kinh nghiệm của em, những bạn mà thi bắt đầu học từ lớp 9 á, thì điểm lại thấp hơn những bạn bắt đầu học thi về lớp 10. Thì các bạn học thi vào năm lớp 9 lại suy nghĩ quá nhiều, lại bị overcomplicate mọi thứ. Còn các bạn mà thi bắt đầu học vào học kỳ 2 lớp 10 là hợp lý nhất. Còn nếu mà bắt đầu vào lớp 11 thì lại khá là trễ, và mình sẽ bị nhiều áp lực về những cái mảng khác về trong quá trình apply qua đại học Mỹ. Nên là em khuyên mọi người nên bắt đầu vào năm lớp 10. Cô thấy cái chia sẻ đó khá là thú vị. Tức là các bạn học sinh học ôn thi sớm hơn từ lớp 9 chưa chắc, đúng không? Chưa chắc đã có cái kết quả thi hoặc cái việc luyện thi hiệu quả bằng những bạn mà bắt đầu muộn hơn là vào lớp 10. Và qua cái chia sẻ của Thanh thì những bạn nào mà hiện nay đang không học trường quốc tế thì cô nghĩ là cũng không nhất thiết phải quá là lo lắng. Vì như Thanh chia sẻ, năng lực ngôn ngữ chỉ là một phần của bài thi SAT,
và kể cả những bạn học trường quốc tế thì cái vốn từ vựng của bài thi SAT đôi lúc người ta có những cái vốn từ vựng nó khá là chuyên chuyên biệt và nó rộng hơn cái vốn từ vựng mà các bạn thường được tiếp xúc ở trong cái môi trường học tập ở trường quốc tế. Ngoài ra thì cái phần tư duy phản biện chính là cái phần cực kỳ quan trọng trong phần thi SAT. Và cái phần đấy thì dù bạn có học trường quốc tế hay bạn có học ở trường Việt Nam thì các bạn cũng đều có thể luyện tập để trau dồi cái kỹ năng đấy và làm bài thi tốt hơn. Bạn Hùng thì không theo học trường quốc tế, bạn Hùng theo học trường Việt Nam và cũng đã có điểm số thi cực kỳ ấn tượng. Điểm TOEFL của bạn là 119 trên 120 và điểm thi SAT của bạn là 1560 trên 1600. Thì Hùng có thể chia sẻ bí quyết và lộ trình ôn luyện của em cho các bạn học sinh được biết không? Thật ra thì cái quá trình ôn luyện của em cũng khá là gian nan. Tại vì cái này cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì cũng như bạn Thanh thì em cũng phải thi bài thi SAT là 3 lần. Và bài thi 3 lần trong 5 tháng còn em là thi 3 lần trong vòng 1 năm luôn. Nghĩa là cứ mỗi lần lại luyện khoảng tầm vài tháng để mà cho lần thi tiếp theo. Cái lần đầu mà em tới Summit thì điểm số của em thật ra khá là thấp, cũng có 1430 thôi. Và đợt đấy thì điểm reading và writing của em không nhớ là cái component score là gì, nhưng mà tổng điểm thì chỉ được tầm 670 cho reading và writing. Thì cũng may là sau một thời gian ôn luyện thì em cũng cải thiện được điểm. Đến cuối cùng thì ra cái này thì em phải cảm ơn Summit rất nhiều, tại vì là từ 670 để mà đạt được đến cái điểm writing và reading cuối cùng của em là 760, là quả là một chặng đường. Thì em nghĩ là về những cái điều hay mà em học được hoặc là những cái gọi là điểm mạnh của Summit trong việc dạy SAT, thì thứ nhất thì em thấy là các thầy cô đấy có một cái lộ trình rất là cụ thể dành cho các bạn muốn học SAT. Nghĩa là không quan trọng là bạn này là người muốn học SAT và bạn này là một người đã thi một lần, đã thi hai lần, thi ba lần như em chẳng hạn, hoặc là chưa thi lần nào. Và cũng không quan trọng là bạn ấy trình độ bao nhiêu, và cũng không quan trọng là bạn ấy muốn ngắm điểm số bao nhiêu, thì Summit đều có một cái lộ trình để mà có thể giúp bạn đạt được đến cái mục tiêu của bạn. Cái này thì em phải công nhận là rất cảm ơn mọi người ạ. Cái thứ hai thì đội ngũ thầy cô ở Summit thật sự rất là giỏi. Chính vì vậy nên là bên cạnh việc có một cái lộ trình cụ thể thì các thầy cô cũng rất sát sao, và đặc biệt là rất giỏi trong việc mà giải thích các cái câu hỏi hay là các thắc mắc mà học sinh, và đặc biệt là hồi đấy em cũng có khá nhiều câu hỏi về việc là tại sao các cái phần này mình lại sai. Và thường thì em hay có một cái vấn đề là em hay bị mắc bẫy khi mà làm các bài đọc hiểu của SAT. Và cũng nhờ việc mà các thầy cô giỏi như vậy nên là các thầy cô cũng rất giỏi trong việc phân tích các cái điểm mạnh điểm yếu của em, để mà có thể đưa ra cho em những cái bài tập và đưa ra cho em những cái gọi là test set để mà có thể giúp em cải thiện được kỹ năng của mình. Và em nghĩ một điều cuối cùng mà em thấy rất là tuyệt vời ở Summit là cái môi trường để mà làm các cái bài mock test, các cái bài gọi là thi thử của SAT ấy, thì rất là tốt. Các bài này nó có thể mô phỏng lại được các cái không gian của buổi thi thật, cũng như là các bài thi nó rất có độ khó tương đối sát với cả các bài thi thật của kỳ thi SAT, nên là cái này cũng giúp em rất nhiều trong việc luyện tập cho bài thi này. Cô cảm ơn chia sẻ của Hùng. Cô hơi tò mò một chút là Hùng đã nâng điểm từ 670 phần reading và phần writing, bạn Hùng đã nâng điểm từ 670 lên 760. Đấy là một cái mức điểm, cái khoảng cách rất là lớn. Và cô thì tò mò là lúc nãy mình cũng có chia sẻ là các bạn học sinh Việt Nam thì thường hay gặp khó khăn ở phần nào, thì không biết đối với Hùng thì cái phần reading hoặc phần writing mà em hồi trước mà em thấy khó là phần nào, thì em có thể chia sẻ cho các bạn học sinh được không? Đối với em thì ra hai phần này khó tương đương nhau. Phần reading thì đòi hỏi phải có kỹ năng đọc hiểu, có kỹ năng em nghĩ là một cái kỹ năng rất quan trọng của việc đọc reading. Đấy là khi mà mình nhìn vào một cái paragraph, một cái passage cụ thể của cái bài thi SAT thì mình cần phải phân biệt được đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối, ý tưởng của tác giả bài của cái passage này là gì, và các cái main points để mà dẫn được cái logical flow của cái bài này là gì. Đấy, thì đây là một cái thứ mà khá khó để mà có thể để mà tập được em ban đầu. Bên cạnh đó là việc mà làm sao để tránh được các cái bẫy của bài thi, tại vì
SAT không chỉ là một bài thi về kỹ năng hay là về về khả năng hiểu của mình hay là về gọi là vốn tư vựng của mình, mà nó cũng là một bài thi để bạn bẫy và bắt mình phải adapt và phải học được các cái tips and tricks của việc mà thi SAT. Đấy là về reading. Còn về writing thì thật ra đối với writing thì em thấy là có một cái vấn đề của các bạn mà thường hay gặp là thường writing là một cái phần mà các bạn hay chủ quan. Em thấy là writing là một phần mà nó lại khá là sát hơn một chút với cả các cái grammar mà mình được dạy ở trên trường ở cấp 3 cũng như cấp 2. Thế nên là thường mọi người hơi có xu hướng là đây là những cái thứ grammar mà mình đã học rồi, các cái ngữ pháp này mình đã được học rồi, nên là thường mọi người hay chủ quan hơn trong việc luyện tập. Bản thân em thì cũng thế, nên là ra đến cuối thì em không phải là một người để mà hỏi khi mà hỏi về grammar, thì thật ra phần writing của em cũng không được điểm tuyệt đối. Cô cảm ơn chia sẻ của Hùng. Như vậy chúng ta có thể thấy qua chia sẻ của bạn Thanh và bạn Hùng thì hai bạn, mỗi bạn đều thi 3 lần. Bạn Thanh thì trong vòng 5 tháng và bạn Hùng thì trong vòng 1 năm. Thì sau khoảng thời gian đó thì các bạn đã cảm thấy hài lòng hơn với số điểm của mình. Bây giờ để đi sâu hơn về phần thi SAT thì các câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho cô Amy. Để được điểm số cao thì vốn từ vựng và tốc độ đọc của các bạn học sinh thường phải khá là tốt. Như vậy thì theo cô, học sinh Việt Nam có thể làm những gì để có thể cải thiện được vốn từ vựng của mình cũng như là tốc độ đọc khi làm bài thi SAT? The next question is for you. It's regarding how to achieve a higher score in the SAT. Usually students' vocabulary range and reading pace have to be quite good in order to achieve a higher score in this section. What are your advice for improving the skills in these two areas? I can't hear you. Students are able to improve these skills by way of self-study, which we obviously recommend. Taking a bit of personal responsibility. So for self-study, they can read academic texts and read as many as they possibly can. Of course, it's great if they can find a topic that interests them. They're more likely to read about that. So that's great. In terms of vocabulary, learning to read around words is a fantastic skill that will serve them very well, as we said, in the SAT, but also more broadly during their university careers. So we teach students how to look at the parts of the particular word. Are there suffixes and prefixes? Do they recognize the roots of the word? Breaking down sentence construction and looking at the context clues. Right. So what can we learn about the words based on the other information in the sentence? And then hunting for clues within these passages. Are there definitions or synonyms or antonyms that give us an indication of what the meaning is? So that's, I think those are really good approaches for vocabulary. For reading speed, we suggest that students practice actual tests. So if past papers are always a fantastic thing to do, and do them in a test setting, right? So we ask students to set aside time and pretend as if they are writing the test and practice, right? The difficulty that students have generally with this is finding reliable resources online. There are so many practice tests for the SAT online, and unfortunately, they're not all reliable and they're not all of equal quality. So what we do at Summit is we vet all of our materials very rigorously before we use them. So we know that the practice that students are getting is reflective of what they're going to get in the actual test. So those are things that students can do on their own, but do be wary of the materials. Whereas at Summit, we know that the materials we're providing offer
good guidance that will help them in the test. Okay, thank you for your answer. Để giúp các bạn có thể luyện được kỹ năng đọc để có thể nâng cao vốn từ vựng thì các bạn có thể lời khuyên của cô là cái này là cũng dựa vào cái tinh thần tự học của các bạn. Khi mà các bạn dành thời gian để đọc càng nhiều càng tốt thì các bạn sẽ dần dần sẽ trau dồi được cái vốn từ vựng của mình. Và đặc biệt khi các bạn đọc thì hãy chọn những cái tài liệu học thuật có tính học thuật cao và chọn chủ đề mình yêu thích thì có thể sẽ giúp các bạn sẽ có hứng thú với cả cái việc đọc hơn. Và ngoài ra, nếu mà khi mà các bạn đọc bài, các bạn cũng đừng để các cái từ vựng mà các bạn không biết làm khó mình. Các bạn có thể hiểu được ý chính của một bài đọc mà không cần phải hiểu tất cả những cái từ vựng ở trong bài đọc đó. Và trong cái quá trình học ở Summit thì các bạn cũng sẽ được hướng dẫn cách để phân tích câu, phân tích nội dung xung quanh một những cái từ mà các bạn không biết nghĩa để có thể đoán ra được cái nghĩa của cái từ đó một cách chính xác nhất. Đối với những bạn về mặt điều kiện thi thì các bạn nếu mà muốn tăng cái tốc độ đọc của mình lên thì các bạn cũng có thể làm những cái bài thi thử và trong cái điều kiện giống như khi thi thật, tức là các bạn cũng tự đặt thời gian, tự canh thời gian đúng với thời gian của bài thi thật để giúp cho mình có thể làm quen với việc làm bài thi dưới áp lực thời gian. Một cái việc nữa có thể giúp các bạn có thể luyện thi tốt hơn đó là tìm những tài liệu chuẩn để luyện thi. Các bạn hiện nay thì cũng có rất là nhiều học sinh cũng hoang mang về việc là các cái tài liệu trên mạng thì không biết là nên sử dụng nguồn tài liệu nào và nguồn tài liệu nào là nguồn tài liệu chính thống hoặc là đáng tin cậy. Thì cái này là cái mà các bạn nên lưu ý khi mà sử dụng các tài liệu mà các bạn tự tìm được ở trên mạng. Ở Summit thì các tài liệu đã được Summit kiểm tra rất là nghiêm ngặt để đảm bảo là những cái tài liệu mà các bạn sử dụng, các bạn luyện thi sẽ giống những cái bài thi thật nhất có thể. Bây giờ bên cạnh cái việc bên cạnh những cái lưu ý trên, các bạn cần phải để ý đến để các bạn có thể luyện đọc tốt hơn và tăng cái tốc độ đọc của mình. Thì bây giờ cũng xin cô Amy sẽ chia sẻ thêm về cái cách Summit xây dựng tài liệu như thế nào để học sinh, để giúp đỡ học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu của mình. So just to follow up on the previous questions about the reading materials and the test prep materials, can you share with us how Summit builds its curriculum to help students develop better reading skills? Right, so the lower level courses, we use these to lay a solid foundation for the more analytical skills in the later courses. So we focus on things like vocabulary lists, and then we have short and long passages on various topics. And these are to suit the particular students' levels and also their interests, get them interested in reading and enjoying the act of reading. We incorporate quite a lot of exercises on exactly how to read. How do you approach the particular reading and what to read for? So we ensure that students practice purposeful, focused reading by using these particular materials. We also have quite a lot of tasks that are designed with scaffolding principles. So these exercises illustrate the reading approaches simplistically at first, and then we move on to the more challenging activities, and only then on to the full practice tests. And in doing so, we're building up students' confidence. You know, if you give a student an incredibly complex passage to start off with, they go, what do I even do? Where do I begin? So we try to build up the confidence throughout the courses, and we find that that works really well. We've spoken about practice tests, and we provide many, many hours of authentic past papers. As I've said, we vet these to ensure that they're of good quality and they're actually going to assist the students in their practice. So
There are so many opportunities for students to practice these key reading skills and time management, and to identify their individual difficulties and again learn more vocabulary in context. Thank you for your sharing. Liên quan đến các cái tài liệu ở Summit và các cái khóa học ở Summit, làm sao để giúp cho các bạn học sinh có thể xây dựng những cái kỹ năng để làm bài thi tốt hơn. Thì ở Summit, những cái khóa học ở những cái level ở thấp hơn thì học sinh sẽ được xây dựng một cái kiến thức nền tảng rất là vững chắc. Và những cái kiến thức này sẽ giúp cho các em, chuẩn bị các em tốt hơn để khi các em lên những cái level cao hơn, những cái level, những cái lớp SAT cao hơn ở Summit, thì các em sẽ có kỹ năng phân tích và phản biện tốt hơn khi mà làm những bài đọc. Và ở những cái khóa ở những cái level thấp hơn thì các bạn sẽ được học về, sẽ có những cái bài tập về từ vựng này, những cái bài tập đọc vựng ngắn xen kẽ lẫn với những bài tập dài, bài tập đọc dài ở trên nhiều chủ đề khác nhau, để giúp cho các bạn nâng cao khả năng phân tích bài đọc của mình. Và các cái chủ đề này nó cũng nó khá là rộng, có rất là nhiều chủ đề khác nhau. Thì cô Amy cũng nhấn mạnh cái việc là khi mà các bạn đọc nhiều chủ đề khác nhau như vậy thì hy vọng nó sẽ trúng cái sở thích của các bạn. Nó sẽ có một vài chủ đề nó sẽ khiến các bạn hào hứng và giúp cho các bạn thích cái việc đọc hơn. Ngoài ra, khi mà các bạn học thì các bạn sẽ được hướng dẫn cái cách đọc có chủ đích hơn. Các bạn sẽ biết là nên đọc như thế nào, và khi đọc thì các bạn nên lưu ý đến những điểm nào trong bài đọc để các bạn có cách tiếp cận khoa học hơn khi mà các bạn làm các bài đọc. Các khóa học của Summit cũng được thiết kế với phương pháp scaffolding. Các bạn sẽ được bắt đầu từ những bài tập đọc và những câu hỏi đơn giản, và sau đấy lên những cái level cao hơn thì những cái bài tập sẽ có những cái yêu cầu cao hơn. Và khi mà học sinh đã vững kiến thức nền và đã biết cách trả lời những cái câu hỏi ở trong bài thi rồi, thì sau đấy thì các em sẽ làm bài thi thử để xem khả năng của mình và mình đã ngấm những cái bài giảng đến đâu. Và độ khó của các cái lớp học sẽ được nâng cao dần dần qua các khóa học. Việc này sẽ giúp các em không cảm thấy quá bị ngợp với cả cái nội dung thi SAT ngay từ ban đầu, và cũng hy vọng và cũng sẽ giúp cho các em cảm thấy tự tin hơn khi mà các em làm bài thi. Và những cái kỹ năng mà các em học được, các em luyện tập qua những cái giờ giảng, hoặc là qua những cái kỹ năng mà các em học được qua cái việc làm bài thi thử, nó không chỉ giúp cho các em làm bài thi thật tốt, mà nó cũng là những cái kỹ năng rất là cần thiết khi mà các em sau này vào đại học. Tiếp theo sẽ liên quan đến tiếp theo thì sẽ quay lại Thanh đi. Cô có một câu hỏi muốn hỏi Thanh, đó là qua trải nghiệm của em, thì em có lời khuyên nào cho các bạn và phụ huynh về việc ôn luyện SAT nói riêng, cũng như cái việc chuẩn bị đi du học nói chung, để có thể vào được những trường top đầu như là Johns Hopkins hay không? Về những cái cách mà ôn luyện SAT thì em thấy cô Amy với cô Diệu đã nói hết rồi, em thấy cũng đầy đủ. Còn về việc làm sao mà vào trường top đầu thì có một cái việc là thật ra mọi người trong trường top đầu không ai biết rõ là tại làm sao mình được nhận cả, không chẳng ai biết là tại sao mình được nhận, mà cũng không ai muốn đọc được cái application của mình. Nhưng mà có một cái, có vài thứ mình sẽ nên làm để tăng cơ hội mà mình có thể vào được những cái trường này. Thứ nhất là cái việc này có thể cái nhiều bạn sẽ không nghĩ tới, nhưng mà mình phải hình thành một cái mối quan hệ rất là tốt với thầy cô của mình trong trường, tại vì họ sẽ là những cái người viết thư giới thiệu cho mình khi mình nộp đại học. Và những cái thư giới thiệu này làm sao mà để được vào những trường top đầu thì cái thư giới thiệu này phải đặc biệt, phải làm sao khác với mọi người, và để những cái thư giới thiệu này khác thì mình sẽ phải thân với họ hơn, hoặc là mình phải cho thấy những cái accomplishment khá là đặc biệt để làm sao họ biết một cái lá thư là tốt. Thứ hai là hoạt động ngoại khóa, phải làm sao thật cho chất lượng. Mình phải cho thấy những cái tổ chức lãnh đạo của mình, hoặc là cho thấy sự nghiêm túc của mình trong những cái hoạt động ngoại khóa, hoặc là cho thấy sự cam kết với việc giúp đỡ cho xã hội. Và cái việc giúp đỡ này có thể
Làm bằng nhiều cách, đó là mình diễn hài kịch cũng được, hoặc là mình đi vào bệnh viện mình mình giúp, có nhiều cách mình có thể giúp xã hội, và cuối cùng là mình phải làm sao cho thấy là mình có một cái đam mê nhất định, và làm sao cho bên tuyển sinh có thể thấy được cái điều đó. Em thấy là việc tốt nhất cũng nên làm là làm sao một là tìm một ý tưởng để mình có một cái dự án riêng cho mình, để cái dự án riêng này sẽ bộc lộ những cái tính cách của mình tốt nhất và những cái đam mê của mình tốt nhất cho nhà tuyển sinh. Tiếp theo đó là mình phải lên ý tưởng cho bài luận của mình càng sớm càng tốt, và làm sao cho bài luận của mình cho thấy được sự chững chạc và những cái lòng trắc ẩn của mình và những cái tố chất tốt của mình. Và nếu như mà các bạn có thể tìm được người hỗ trợ hoặc là cố vấn như các thầy cô Smith thì lại càng tốt, tại vì những thầy cô Smith là những người hiểu rõ tính cạnh tranh của cái việc apply, và họ có thể làm giúp mình định hướng cái hồ sơ của mình rõ ràng nhất, định hướng cái tính cách mà mình muốn bộc lộ trong cái hồ sơ của mình, hoặc là định hướng cái việc cái những cái hoạt động ngoại khóa của mình, hoặc là định hướng cái giúp mình trong những cái diversity. Có rất là nhiều mảng trong việc nộp đại học Mỹ mà thầy cô Smith có thể giúp các bạn định hướng. Và cuối cùng là mình cũng các bạn nên tìm hiểu về những cái trường sẽ apply, hiểu những cái trường này tìm kiếm gì trong học sinh của họ. Và nếu mà các bạn có thể có cơ hội giao lưu với những học sinh đang học ở trường đó thì lại càng tốt, tại vì những cái học sinh được nhận vào một trường sẽ có một cái màu nhất định, và các bạn nên xem các bạn có hợp cái màu đó hay không, và làm sao để trong những qua những cái bài luận của mình bộc lộ được cái màu sắc đó thì là cái nâng mình sẽ tăng cơ hội của mình được nhận vào trường đó. Cảm ơn chia sẻ của Hải Thanh. Hải Thanh làm cô tò mò, không biết bạn Hùng có biết lý do tại sao mình được Stanford nhận không, hay là cũng không chắc lý do tại sao? Thật ra em cũng không chắc lắm ạ. Chỉ có cái là thật ra bạn bè em hay nhá, em có một anh quen, anh ấy cũng hơn em khoảng tầm 2-3 tuổi, thì anh ấy khi mà gặp em cũng bảo là em có phải là cái bạn học ở Stanford không? Xong em kiểu xong em bảo là sao anh biết ạ? Thì anh ấy có bảo em là học sinh trường đấy nó hơi bị dị một tẹo ấy. kiểu thế ạ. Thì em nghĩ là có thể là một phần là các cái trường người ta cũng có một số cái spirit, hoặc là một số các cái thứ mà gọi là kiểu truyền thống của trường mà người ta đang tìm kiếm. Thì bên cạnh việc là có khá nhiều các cái lý do, các cái gọi là thành phần của hồ sơ ảnh hưởng đến cái việc mà mình có được nhận hay không, thì em nghĩ là cũng một phần nữa là việc cái việc mà mình có hợp với cái culture của trường không ấy. Thì cái này cũng là một yếu tố mà thật mà nói thì em không phải là một người tốt nhất để hỏi. Em nghĩ câu hỏi này thì nên được để cho các thầy cô của Summit trả lời hơn ạ. Tại vì là đấy là những người mà thực sự hiểu về cái gọi là cutthroat competition to apply này, và hiểu về đặc thù các trường, và hiểu về gọi là làm thế nào để mình có thể bring out được những cái quality tốt nhất của mình, mà phù hợp tốt nhất với cả các cái trường mà mình đang apply. Cô nghe chia sẻ của các bạn thì cô thấy cũng rất là hữu ích. Chúng ta có thể thấy là các bạn qua chia sẻ của Thanh và Hùng thì ta có thể thấy là có một vài những cái điểm chính mà các bạn học sinh nên lưu ý khi nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ. Điều đầu tiên là các bạn cần phải có mối quan hệ rất là tốt với giáo viên, vì đấy sẽ là những cái người viết thư giới thiệu cho các bạn. Thứ hai là các bạn cần phải có một cái đam mê nào đó và sẽ có những cái dự án riêng để thể hiện đam mê của mình. Thứ ba đó là các bạn cần phải chuẩn bị cho bài luận càng sớm càng tốt. Và như bạn Thanh chia sẻ thì hai yếu tố quan trọng trong bài luận là thể hiện được cái sự chững chạc của mình và thể hiện được cái lòng trắc ẩn của mình. Một cái điểm nữa mà cả hai bạn, bạn Thanh và bạn Hùng đều chia sẻ, một cái điểm không kém quan trọng, đấy là các bạn cũng cần phải tìm hiểu về những cái trường mà các bạn muốn vào học hoặc là muốn nộp đơn ứng tuyển, xem cái màu của trường là gì, xem cái văn hóa của trường là gì. Và không phải là sẽ, và cái việc quan trọng không kém tức là các bạn phải xem các bạn có phù hợp với cái văn hóa đấy hay không, chứ không phải chỉ là đây là một trường xếp hạng cao, tôi muốn vào trường đấy, mà còn phải tìm hiểu xem là liệu mình vào trường đấy thì mình có
thể phát huy được hết tiềm năng của mình hay không. Thì rất là cảm ơn chia sẻ của Thanh và Hùng về cho cái câu hỏi vừa rồi. Một câu hỏi nữa, một câu hỏi cuối cùng là liên quan đến tài liệu luyện thi SAT. Thì thường các cái tài liệu để tự luyện thi SAT thường khó kiếm hơn những cái tài liệu luyện thi IELTS. Và mức độ phổ biến của những cái tài liệu luyện thi SAT nó cũng ít hơn ở Việt Nam. Không biết cô Diệu, rất mong là cô Diệu sẽ chia sẻ xem là học sinh sẽ nên luyện SAT từ những nguồn nào. Và nếu mà cô có thể chia sẻ được một số trang, một số những cái resources, website mà học sinh có thể sử dụng được thì rất là tuyệt vời ạ. Đúng là hiện tại thì như lúc nãy mình có nói thì tài liệu của SAT thì phổ biến hơn ACT một chút, nhưng mà nếu mà so với IELTS, đúng là tài liệu của SAT nó hiếm hoi hơn rất nhiều. Thì hiện tại chúng ta có một số những cái đầu sách như sau là mình có thể mua tại các hiệu sách tại Việt Nam, như là Phahasa này, ví dụ như là quyển sách được gọi là Official SAT Study Guide. Cái này là của College Board, tức là cái bên chủ quản của SAT phát hành luôn. Mỗi năm họ ra một cuốn và cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi, cũng như là có 8 cái đề luyện tập full test ở trong đó để các bạn có thể tự luyện tập. Cái quyển sách thứ hai là có tên gọi là Princeton Review SAT Premium Prep, hoặc là Cracking the SAT. Cái này là của Princeton Review, thì cũng có đề luyện tập, và cái sách này còn hay hơn ở chỗ là có các cái bài tập riêng để dạy các kỹ thuật làm bài cho từng dạng bài một. Và một bộ sách rất nổi tiếng nữa đấy là The College Panda. Thì bộ sách này gồm nhiều bài tập luyện tập chuyên sâu vào từng dạng, tuy không phải là của College Board phát hành, nhưng mà nó cũng rất sát với tài liệu của College Board. Ngoài ra thì ngoài những cái đầu sách có thể mua như vậy, thì mình còn có các trang web mình có thể tin cậy để mà sử dụng. Ví dụ như là trang web chính của College Board luôn, College Ready, thì trong này cũng có 8 cái đề luyện tập là những đề mà đã từng được sử dụng và có free ở trên trang web đó. Ngoài ra thì Khan Academy là một nguồn có phần thì là free, miễn phí, có phần thì là phải trả phí. Thì có các bài luyện tập tập trung vào từng dạng bài, có cả đề practice test, có ghi lại kết quả của người học, nó giữ cái profile của các bạn để cho các bạn biết được là cái việc mình tiến bộ nó ra làm sao. Và cái trang web thứ ba mà mình muốn giới thiệu đấy là thecriticalreader.com, có tổng hợp các quy tắc ngữ pháp phục vụ cho phần writing and language. Cái phần này là cái phần mà như là kim chỉ nam, như là một cái bảo bối cho các bạn để các bạn có thể sử dụng khi mà các bạn gặp khó khăn với cái phần writing language. Có các bài tập nhỏ đi kèm, và đặc biệt nhất cái critical reader này, mặc dù nó không có bài full test đi kèm cho các bạn, nhưng nó giới thiệu một số nguồn sách báo, website để học viên có thể đọc để nâng cao vốn kiến thức nền và từ vựng. Tức là không phải chỉ chăm chăm học SAT là mình chỉ làm bài tập SAT thôi, mà mình còn phải nâng cao cái kiến thức nền và cách để mà đọc những cái bài đọc nó authentic, nó thực sự ngoài đời, như là các bạn cũng đã vừa chia sẻ phía trước. Vậy thì khi mà sử dụng những cái nguồn như thế này thì mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn học viên là khi các bạn sử dụng nguồn nào cũng được, có rất nhiều nguồn khác nhau, các bạn có thể gặp rất nhiều nguồn hơn là những gì mình vừa mới liệt kê ra, nhưng mà cái cách sử dụng tài liệu hiệu quả thì các bạn phải rất rõ ràng với bản thân mình. Cái thứ nhất là các bạn cần hiểu rõ năng lực của mình, xem năng lực ngôn ngữ của mình ở đâu, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào. Nếu như các bạn mới bắt đầu học thôi thì nên học các kỹ năng cơ bản, chưa nên luyện các đề với bài đọc dài, với câu hỏi khó để làm gì. Khi mà mình đã đạt level cao hơn rồi thì lúc đấy mới cần thử thách bản thân với các dạng bài khó và ngày càng siết thêm cái áp lực thời gian của mình. Tức là mọi thứ nó phải có lộ trình dựa trên năng lực của mình. Đồng thời thì nếu có thể thì mình thường xuyên lượng hóa các việc học của mình một chút bằng cách ghi chú rõ ràng qua từng bài luyện tập là bài này mình đã làm hết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai, câu đúng thuộc dạng câu hỏi nào, câu sai thuộc dạng bài nào. Khi mà mình đã nhìn thấy mọi thứ một cách lượng hóa như vậy, các con số rõ ràng như vậy, thì mình sẽ có một cái định hướng rõ ràng hơn trong việc luyện tập. Và cuối cùng là cần phải kiên nhẫn và kiên định với bản thân. Những cái bước khởi đầu bao giờ cũng rất nhiều trở ngại và cần nhiều động lực để vượt qua, nhưng mà khi vào guồng rồi thì tiến bộ nó sẽ rõ ràng hơn. Vì vậy cho nên là chúc các bạn may mắn, cũng như là hy vọng các bạn sẽ have fun trong lúc học SAT. Cảm ơn các chia sẻ của cô Diệu. Em xin tóm tắt lại cái phần chia sẻ vừa qua, thì em thấy nó rất là hữu ích. Các cái nguồn tài liệu mà các bạn học sinh có thể sử dụng đó là các nguồn official từ College Board này, hoặc các bạn cũng có thể tìm hiểu làm những cái bài thi từ nguồn của Princeton Review, từ sách của Princeton Review, của College Panda, hoặc là trên Khan Academy.
Và khi mà các bạn làm các cái tài, khi các bạn luyện thi, khi các bạn học ôn thi SAT, thì cái quan trọng nhất là cái cách các bạn tiếp cận như thế nào. Cái cách tiếp cận ở đây, đầu tiên là các bạn nên bắt đầu từ những cái bài dễ trước. Và sau đấy khi có những cái kỹ năng để làm tốt những cái bài dễ hoặc những cái bài đọc ngắn rồi, thì sau đấy các bạn sẽ tiếp tục chuyển sang làm những cái bài đọc khó hơn. Và dần dần thì rèn cho bản thân cái kỹ năng để có thể làm được một cái bài full test. Và một cái nữa cũng rất là quan trọng, đó là các bạn cần phải kiên nhẫn với những cái tiến bộ của bản thân. Có thể trong giai đoạn đầu những cái tiến bộ của các bạn nó sẽ không quá nhiều, không quá wow, nhưng mà nếu mà các bạn kiên nhẫn ôn luyện sau một thời gian thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ được cái sự tiến bộ của mình, cũng sẽ và sẽ thấy cái việc làm các cái bài thi SAT nó không đáng sợ như là lúc đầu nữa. Ở trên phần chat box thì cô Diệu cũng đã gửi lại các cái, cũng đã gửi đến quý phụ huynh và các bạn học sinh những cái nguồn tài liệu mà cô Diệu đã nhắc đến trong phần chia sẻ của mình, để quý phụ huynh và các bạn học sinh có thể tham khảo, có thể copy lại và tham khảo. Bây giờ rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của các diễn giả trong cái phần 1 của chương trình.